một cổng cưới do nam sinh lớp 10 thực hiện bằng quả giải thiều lục ngạn tươi ngon đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Còn khách tới đám cưới ai cũng trầm trồ khen ngợi vì đẹp mắt và tình yêu quê hương của gia chủ. Được biết, đám cưới này của chú rể Quang Đức Mạnh sinh năm 1994 và cô dâu Trần Diệp Anh sinh năm 2000 ở thị trấn chủ, quyền lục ngạn tỉnh Bắc Giang diễn ra vào hôm qua. Cô dâu Diệp Anh cho biết cô khá bất ngờ khi những hình ảnh tại đám cưới của mình được cộng đồng mạng quan tâm theo chia sẻ của cô dâu ý tưởng này là do đám cưới của chị diễn ra trong mùa thu hoạch giải và gia đình cũng muốn quảng bá nông sản địa phương đến người thân họ hàng từ những nơi khác đến lễ cưới ngoài giải trang trí cổng gia đình cô dâu cũng chuẩn bị những chùm giải ngon để mọi người tráng miệng và làm quà mang về